Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho các bạn tham quan cũng như xem cái mô hình trồng sầu riêng, thử nghiệm trồng sầu riêng trên đất gò nha các bạn. Thì sầu riêng thì là một loại cây chuyên trồng ở các vùng đất trũng thấp, mương nước đồ các bạn, nhưng mà không gặp ống nha. Nó phù hợp vậy, nhưng mà đợt này á mình trồng thử nghiệm sầu riêng trên đất gò, đất rẫy các bạn, đất khô cằn á, để các bạn xem có đạt hiệu quả và nó lên tốt như không nha. Thì đây là các bạn cùng tham quan xem mô hình trồng sầu riêng trên đất gò có đạt hiệu quả hay không, và xem cách trồng ở đây như thế nào nha. Thì nói chung thì theo quan sát nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn thì trồng ở đây vẫn tốt các bạn, không nhất thiết phải trồng ở đồng ruộng, đồng trũng hay các bưng biển các bạn ạ. Thì vì sao trồng trên gò, đất gò nó vẫn tốt thì mời các bạn cùng theo dõi phương pháp trồng ở đây nha. Bạn xem sơ cái khu này nè, cái khu này là vùng đất khô cằn nha các bạn, đất gọi là đất sân bay á, người ta chuyên trồng về cao su các bạn. Nhưng mà trồng nè, cây ăn trái nó vẫn tốt nè. Và mình xem sơ sơ khởi một vài cây cái vùng đất khô cằn này nè, nó có tre nè, cao su các thứ nè, rồi cái mai nè. Và tiếp theo là trồng thử nghiệm sầu riêng nè. Và hôm nay mình sẽ cận cảnh chia sẻ cho các bạn cái vườn sầu riêng trồng trên đất gò, bí quyết gì mà nó vẫn tốt, và cách trồng sầu riêng trên đất gò cận cảnh nha. Nếu các bạn có ăn sầu riêng rồi á mà chưa biết cây sầu riêng bắt nguồn từ đâu và cây sầu riêng thực tế như thế nào và trồng như thế nào được có cây sầu riêng cho ra trái sầu riêng thì đây luôn cho các bạn tham quan vườn sầu riêng khi mới trồng nó là như thế này nè các bạn, và phương pháp như thế nào để sầu riêng nó lên lớn mà nó là mọc trái nữa. Một chút xíu của video mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Là mô hình trồng đầu riêng sầu riêng trên đất gò nè các bạn. Đất gò là đất gì các bạn biết không? Thì đất ruộng á, là người ta trồng ruộng á, đất trũng đồng bằng đó các bạn. Còn đất gò là đất chuyên trồng cao su. Thì cái vùng đất trồng thử nghiệm cái sầu riêng D6 nha các bạn. Cơm vàng hạt lát lép siêu to siêu mỏng, trồng trên thử nghiệm trên đất gò. Thì nói chung nè, vườn sầu riêng này trồng nay hai năm trước. Hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn cách giống hạt sầu riêng á, D6 á. Thì và giai đoạn đó tới nay thì bắt đầu đã đem ra cái gò cao su, đám cao su này trồng thử nghiệm và thấy nó rất thành công, rất là tốt, chứng tỏ là sầu riêng không những trồng được ở cái vùng nước trũng thì nó, cái vùng đất gò nó trồng đúng phương pháp nó sẽ tốt. Và sau đây các bạn xem phương pháp trồng của người ta như thế nào để nó tốt như thế này nha. Các bạn xem cái gốc sầu riêng nè, đó, cho trước coi gốc cái sầu riêng này trước đi. Này trồng cái dạng sầu riêng trồng bầu các bạn, thì ươm hạt sầu riêng rồi xong rồi ta ghép bầu vô, rồi ghép cái sầu riêng chuẩn vô cho nó lên nhanh á. Sầu riêng hạt cái trồng lâu ăn, còn sầu riêng ghép thì 4-5 năm là bắt đầu có trái. Trái đây nè các bạn, xem đất trồng của sầu riêng ở trên đất gò nè, phân cho trấu trộn với phân chuồng á các bạn, tốt cực kỳ luôn á nè. Không những rễ nè, rễ non nó ra nè các bạn không, lại có cái cây bụi nó heo á, nó mọc mười gớm luôn á các bạn nè, sầu riêng nè. Nhưng mà trồng trên gò này có cái
là hơi cực, cái là các bạn phải tứ. Thứ nhất muốn trồng nó nè các bạn, thì nếu các bạn muốn coi cách trồng sầu riêng thì video trước, nhưng mà thôi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn lại luôn. Nếu các bạn chưa coi video trước của mình, trồng trên gò này mình phải trồng đào bồn hoặc to. Mình cho các bạn coi cái bồn người ta trồng thử nghiệm nha, đào thử nghiệm bồn hoặc to, cho đó đốt tro trấu vô, cho đốt vô, sau đó ta sẽ ụp phân, đổ phân đồ, ủ phân đâu cả nửa tháng, sau đó mới cho đất xuống và cho cái bồn của cái cây sầu riêng ươm sẵn này xuống nè các bạn. Và sau đó cứ nhớ tưới nước và tưới nước nha các bạn. Nè các bạn thấy không, nước tưới nè, mát rự cái gốc luôn các bạn. Rồi người ta còn trồng sen canh hay bắt hoa màu phụ, nhưng mà nè tốt. Bồn này bự lắm nha các bạn, cái bồn này rộng 2 mét và sâu cỡ 1 mét đó nha các bạn. Trồng bên gò phải vậy. Để mình cho các bạn xem cái bồn thử nghiệm người ta đào để trồng tiếp tục heo tiếp theo nè. Tại vì thử nghiệm ban đầu thành công rồi, sau đó người ta đã tiếp tục. Đây này là những cái bồn để đào sẵn nè, và bắt đầu ủ phân xuống nè. Cái bồn để trồng sầu riêng trên gò, thử nghiệm trên đất gò nè các bạn. Bồn bự nha, đào sâu xuống rồi đào ủ phân rồi nè, ủ phân trước rồi nè. Đó, ủ phân cho nó mềm ở dưới đây luôn nè. Đó, sau đó người ta mới đem cái bồn sầu riêng, cái tâm sầu riêng người ta gieo, ủ người ta nhét xuống, người ta trồng vô cái bồn này đó. Và sau đó người ta mới tưới nước ở trên gò, nên phải tưới nước xem trồng trên gò mà nó tốt vậy cũng hữu hiệu. Còn trồng dưới đất bưng, đất ruộng, đất trũng á, thì sợ nhiều khi nước nó, mình không thay thông nó thì nó sẽ úng gốc, nó cũng dễ chết. Còn trên gò này á, nhiều khi thì sợ khô nó lại chết, cho nên nó hơi ẩm ẩm nè, tưới nước ẩm ẩm mát gốc mà. Nó lên tốt vô cùng luôn các bạn, thấy không nè, sầu riêng người ta ghép gốc nè, trồng bằng hạt xong người ta ghép, muốn ri sáo ha, con vàng hạt lép ha, sầu riêng Thái thì cứ ghép vô. Hiện nay rất khoa học, rất hiện đại, cho nên trồng một cái gốc chuẩn của nó, rồi các bạn thuê người ghép cây vô. Hoa cũng vậy, cũng ghép nhiều loại trên một cây cho ngẫu nhiên, nó đâu có ra gì. Trồng thử nghiệm rất là thành công nha các bạn. Sầu riêng hạt thì 7-8 năm mới có trái, sầu riêng ghép 4-5 năm là nó có trái. Thì trong các video sau, khi bắt đầu vườn sầu riêng này bắt đầu có thu hoạch thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cái vườn sầu riêng này như thế nào nha. Chắc cũng mấy năm nữa. Ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn khảo sát tham quan cái vườn sầu riêng trồng thử nghiệm trên đất gò, một phương pháp trồng như thế nào nó tốt như thế này nha. Đây là một gợi ý cho các bạn. Túi riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bồn mới để trồng thêm sầu riêng này. Do trồng thành công rồi đó. Bồn này.